À, cái này là để chiều nay nhậu luôn này các bạn này. Ủa. Ngon chưa? Món này ngon. Đấy, đấy, lật ngược lên. Ui. Ngon thế nhỉ? Nóng nhỉ. Nhìn thái cái miếng này là biết là không biết thái rồi. Đấy, nhưng mà mình biết thử. Đấy, mà giờ mà ăn cơm thì thôi rồi. Đấy. Thầy ơi, em xin phép là ăn miếng này xong rồi mai tập. Tôi cần lấy sức giảm cân tiếp. Ngon. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hiện tại thì anh em mình vừa mới di chuyển gọi là thông đêm về tới Los Angeles, nhà của Phan Diễm các bạn ạ. Và sáng nay thì anh em mình đặc biệt là dậy từ rất sớm để quay chia sẻ cái khâu chuẩn bị một cái đám hỏi của người miền Tây đến với các bạn. Như các bạn biết thì Hải quay rất là nhiều cái đám cưới của vùng cao, đám cưới ở Tây Bắc. Nhưng mà đây là lần đầu tiên quay cái đám của người miền Tây. Đấy, thì em hôm nay là em có ngày chuẩn bị này thì mình chuẩn bị những cái gì nhỉ em nhỉ? Dạ, hôm nay thì hầu như là mình sẽ chuẩn bị cơ bản khoảng 80% luôn. Để ngày mai là nhà trai xuống là mình chỉ vào việc thôi. Nhưng mà có một cái điều mà bản thân em cũng rất là tâm huyết là ngoài việc là chuẩn bị đồ ăn cho khách ấy, thì cái cổng ấy, cái cổng đính hôn là em cũng lựa chọn là cổng dừa rồi hoa tươi. Cổng dừa có nghĩa là mình chặt dừa làm củ hũ xong rồi. Đúng mình rồi, lấy cái thân của nó làm lá, cổng à? Làm cổng đấy, à lấy lá. Nhưng mà tại vì anh em mình đi quay nhiều, bản thân em cũng vậy, là đi quay YouTube không chuyên về kiểu đám cưới như anh, nhưng mà bạn tụi em là cũng rất là mong muốn được một lần kiểu mình coi được cái quy trình làm cái cổng cưới mà kiểu miền Tây như thế nào á. Nên là sáng nay từ sáng sớm là lúc 6 giờ á, là anh vừa chưa dậy á, là các anh chị là từ đã đi lên đây để thi công rồi này. Sáng nay là Pơ với Ái Mí là đặc biệt các bạn ạ, là khi mà anh em mình ở nhà khâu quay khâu chuẩn bị, Pơ Ái Mí đã tranh thủ dậy sớm ra chợ miền Tây để nhất là mua đồ ăn sáng cho các anh chị này. Thứ hai là đi quay chia sẻ với mọi người xem là cái đồ ở cái chợ ở miền Tây nó khác gì với chợ phiên đúng không? Em tưởng là sáng nay em dậy sớm rồi nhưng mà chị Diễm còn dậy sớm rồi cả em. Ấy, chuyện cô dâu. Nhưng mà cô dâu cơ mà. Ruột cả đêm có ngủ đâu. Dạ đúng rồi, với lại dẹp dọn nữa. Thế là sáng nay hai đứa đi chợ là có quay được nhiều không? Ở chợ có những cái gì hay ở đấy? Quay ở chợ thì chị Diễm đã bảo chợ thì có đặc sản là bún riêu với cả hủ tiếu, nên là em chủ ra đấy tìm bún riêu, hủ tiếu với cả bánh xèo. Mà Bơ Vai Mỹ thấy là các cô chú ở chợ miền Tây làm sao? Quá dễ thương chị ạ, em không ngờ là cô chú nó lại thân thiện đúng như rồi thế. Chào mấy con đấy được tặng quà mang về là cái gì đấy? Cái dao với cái thìa chị ạ. Thế thôi, bây giờ anh em mình vào thì quay chia sẻ với các bạn là cái cách bà con ở trên miền Tây làm cái cổng dừa nhá. Đấy. Cái này có vẻ rất là công phu luôn này, có cả rồng phượng rồi. Em chào các anh nhá. Chào các anh. Nhưng mà cái này là quả gì đây anh? Cau với ớt à? Dạ đúng rồi anh. Chào anh. To thế. Hai con rồng, một bên là rồng, một bên là phượng à? Dạ. Cái đây này. Đây đây là toàn bộ này là quả tươi hết luôn này. Dạ đúng. Cau tươi luôn. Ôi thôi có trái đậu bắp nữa này. Dạ. Trái đậu bắp, toàn đồ ăn được này. Dạ. Nhưng mà cái này mình làm cái cổng này xong mấy nữa là mình mang nấu canh được đấy nhỉ. Ớt riêng là mang xào này. Ớt này. Anh cái cổng này thì mình từ mình làm từ sáng vậy thì tầm khoảng mấy giờ là mình xong anh hả? Thì sáng chắc qua buổi chiều. Cái này mình chuẩn bị đã 2 hôm rồi. 2 hôm để đính cái này ạ? Dạ đúng rồi. Cái nguyên liệu này nó khó tìm. Thế là nếu mà thường thường làm một cái cổng này thì thường hết khoảng bao nhiêu thời gian? Thường em làm trong 3 hôm. 3 hôm. Dạ, một ngày chuẩn bị, một ngày kết này ở nhà. Kết trái. Nhưng mà em là chuyên là làm thi công cái cổng như thế này à? Dạ đúng rồi. Anh hỏi nhỏ một chút là như này nhé. Cái cổng này làm chi phí hết khoảng bao tiền em nhỉ? Em nói bé nó lộ hết. Nó bé rồi hả? Cổng này 30. Và 30
30 là 30 cái gì em? 30 triệu. 30 triệu. Riêng cái cổng thôi các bạn ạ, thấy không? Đấy, phải nói là thấy là Phan Diễm với cả Phạm Dũng là chuẩn bị cho cái buổi tiệc này, ăn hỏi này không những là 10 năm mà còn rất là cẩn thận chỉn chu các bạn ạ, để cho quan viên hai họ rồi anh em YouTuber về chơi để biết được là ở miền Tây đấy là mọi người chuẩn bị như nào các bạn nhá. Tuyệt vời quá. Cái này bữa là ngang mấy mét anh ha? Dạ 10. Ngang 10 mét ngang à? 10. Dạ tôi đưa này. Ngang 10. Mà kỳ công quá trời luôn á. Quá kỳ công luôn. Nhưng mà cái hoa này anh lo là ví dụ như là mình mà làm lên ấy thì nó héo ấy thì sao em? Dạ không anh. Nói chung là cái này nó có giữ nước cho mình. À nó đồ ẩm trong đó rồi. Dạ. Với em chuẩn bị đồ để em tưới cho nó tươi nữa. Có để không nước anh? Dạ. À thế là máy em mang theo để em xịt cho giữ cho anh tôi. Ở đây anh xịt luôn đúng không? Dạ. À. Ôi đừng để ông xịt luôn cho nó tươi. Chỗ vàng vàng này thì anh có điểm cái gì vào đây nữa không? Dạ không gì. Cái đấy là cái chân rồi, móng vuốt của nó. Em là thích cái tông hoa hồng màu đỏ mà em ảnh rất là tinh tế, với lại làm cẩn thận là lựa cái bông to chà bá lửa luôn. À anh thấy rồi, có nghĩa là đây là cái xốp này. À cái xốp này là nó sẽ đã thấm ướt thấm nước rồi. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhầm vào tẩm ướp. Tẩm nước rồi. Đấy. Nó kiểu đô. Thịt tẩm ướp ra vị. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn bạn nha. Mình để được bao nhiêu mấy ngày? Thường thì tầm 2 đến 3 hôm. À dạ. 3 hôm. Xong sau khi xong Phát bảo anh để lấy đậu bắp một thứ ra để ớt nữa kìa. Ớt được còn ra thầm chéo anh. À, bên kia là bên này là con rồng, bên kia là con phượng anh. À. Này đeo đuôi là toàn bộ là bằng lá dứa. Đâu? Đây. À. Cái đuôi nó còn ớt, quả ớt thì lại chín hơn. Cái đuôi kìa. Nhưng mà mình chưa thấy gọi là cổng dừa, nhưng mà chưa thấy cái lá dừa nào là sao nhỉ? Lá dừa bên kia cái anh ấy cống vào kìa. À, thế à. Với lại là còn cả mấy cái đồ xòe ở trên anh. Thì sẽ làm bằng lá dừa. À. Cái lá này đâu phải lá dừa đâu. Này lá kiểng. Lá kiểng đúng không? À. Cây lá đụng đỉnh hả? Đuôi đẹp ha. À. Đuôi là đuôi để mà chuẩn bị một cái cổng dừa như này ấy, thì mà mất bao nhiêu anh em làm việc cân lực của em? Dạ rất là nhiều. Khoảng bao nhiêu người em? Dạ khoảng 10 ạ. 10 người? Dạ. 10 người. Làm trong vòng mấy ngày? Dạ khoảng 2-3 ngày. 2 đến 3 ngày. Thế chính tỏ là 10 người với cái chi phí khoảng 30 thì mỗi anh em chỉ được khoảng chia ra mỗi người 2-3 triệu đúng không? Và 3 ngày nói chung là cũng vất vả, không dễ chơi đâu. À. Cái đó là chưa tính hoa đó, hoa lá nó rất là nhiều nữa. À còn bao nhiêu hoa lá rồi trái cây bú xua các kiểu đúng không? Ừ. Nhà em có mấy trái mít đây anh cứ coi có. Đây tất cả anh em ai đứng đây chụp một kiểu ảnh như nào. Đấy. Đây là nó chưa xong, lát nữa xong anh em mình sẽ ra chụp một kiểu ảnh các bạn nhé. À ok. Còn khu vực phía trong đây là anh em chị em ui bùng nổ. À mình tưởng là dễ sơi nhưng mà đây này. Đấy mọi người còn đang ở phía trong này rất là nhiều luôn. À còn phải xòe từng bông cánh này ra. Cái hoa hồng người ta đang như này nhá mà chị lại phải làm cho nó toét toét toe ra cơ. Đấy, thấy không? Ok đấy nhỉ. Đẹp đấy. Tí nữa chị cần bọn em phụ thêm. Hoa này là hoa tươi 100% đấy. Mọi người nhìn thì cứ tưởng là hoa giấy, không phải đâu. Hoa tươi. Cống hoa tươi đấy. Đây và phía trong là phông rạp đây các bạn ạ. Rất là đẹp luôn, hiện đại. Đấy. Ô nhưng mà đây cái này mới lạ này. Lá dừa đây ạ. Đây phải lá dừa đây không ạ? Đây ca. Đây bông lá dừa đó. À. Mình cầm kiểu gì đây không nó rơi ra. À đây đằng sau nó có cái cầm. À, đây anh em này. Chưa? À. Kéo tay nhờ. Mỗi anh em cầm cái này. À, mỗi anh em cầm một cái đi để chụp một kiểu ảnh kỷ niệm về miền Tây. À. Cũng nhẹ anh. Nào. Hey. Ơi, ra đây. Đây đây, anh Mỹ phụ chị nha. Đây anh Mỹ phụ đỡ cái này đi. Cả nhà này. Yeah. Ok không? Đẹp quá nhỉ. Cái này mà mình mang ra trước cửa kia mà chụp ảnh đẹp lắm, nhưng mà lát nữa. Dạ. Vì mọi người đang kiểu chuẩn bị ấy. Đấy, còn phía trong này thì lát nữa mình sẽ đi quay chia sẻ với các bạn là con dê là trồng 23 cây mai các bạn nhé. Đấy, uy tín thật. Mà toàn cây mai đẹp thôi. Đây
Đây, hôm nay là bạn này là đang hoàn thiện sân khấu hả anh? À. Lễ đính hôn. Anh ơi, tất cả các loại hoa này là phải chơi hoa tươi hết nhá. Đấy, còn đây là cái để chờ cái ngày này là Dung Diễm là phải 10 năm đấy. 10 năm, Diễm chờ 10 năm. Phan Diễm Phạm Dũng, lễ đính hôn. Đấy. Nhưng mà anh chị thấy cái em chọn tông màu rạp với lại là đẹp, cái sân đẹp. Khấu được không? Nói chung là em có con mắt nhìn đời là ác đấy. Đúng là thuộc kiểu dạng đầu gấu mắt lạc. Đầu gấu. Nhưng mà hai đứa khi mà nhìn thấy anh chị phông rạp cái này thì thấy là mình cần phải làm thêm cái gì nữa? Đầu tiên là em thấy nhà chị Diễm rất là đẹp. Ừ. Thứ hai là đợt mắt em từ bên kia sông nhìn sang thì bạc sông bạc rất là đẹp, lung linh ấy, nhiều ánh đèn ấy. Cái này là buổi tối. Ý anh đang nói là chị 10 năm là lấy chồng rồi. Đấy. Xứng đáng anh ạ. À, xứng đáng. Đáng. Nhưng mà hai đứa là đã có nghiêu chưa? Mình phải cố gắng không bằng chị Diễm nhưng mà phải bằng một phần 10 chị Diễm. Anh đang hỏi là có người yêu có chưa? Người em đừng có đánh chống lãng nữa. Cái này thì bọn em trưng ý tới. À trưng ý tới luôn. Em theo gương chị Diễm mà cố gắng tập trung cho công việc. Phải xây được nhà cho bố mẹ ở, đúng không? Rồi. Sau đó mới đi lấy chồng, nhớ chưa? Không, không. Cái này nếu mà anh nào mà muốn lấy chồng, lấy Pearl của anh Mí nha thì đủ hiểu luôn đấy. Nếu không cần phải 10 năm, chỉ cần 1 năm hoặc mấy tháng mà xây rẹt căn nhà phát là xong. Em cho xin ý kiến thêm là không phải là nói theo chị là tới 30 tuổi mới có người yêu. Mà chị là có người yêu là từ năm 2 nào, nhưng cái quan trọng là cái cách mình tìm người yêu như thế nào. Cái này là phải mang cơm nắm ra gặp chị, tâm sự thâu đêm nha. Rất là khó khăn tại vì ai mấy chị vơ đi cùng anh chị đi xuyên Việt rồi, và anh nào cũng có vợ hết rồi. Cứ ai ở trai đẹp là trai nhà người ta hết. Nhưng rồi đúng không? Em chia sẻ thật luôn là ví dụ như nhà em là cũng cảm thấy rất là thương anh Dũng ở chỗ là từ thời sinh viên anh Dũng là người không chỉ là hiếu thảo ở bên gia đình anh Dũng mà rất là hiếu thảo bên gia đình của em luôn. Nên là có làm xong gì thì tụi em đều vun vén cho gia đình hai bên hết. Nên là mà cũng nói chung là có hiếu. Không, như thế mới gọi là xứng đáng làm em gái của anh. Thế nhưng mà hình như là đang nói Dũng, khen Dũng chứ em đâu phải xứng đáng. Thế nhưng mà dưới bếp thấy bảo em dậy sớm từ 5 giờ để nấu cái món gọi là cái gì nhỉ? Hủ tiếu anh. Nhưng mà trước kiên là ăn cái sáng đồ này của Bơ với Ái Mí mang về này. Là có bánh lọt, đậu hũ bánh lọt với lại là cái bánh lá mít. Chiến đi. Anh em ngồi tranh thủ ăn sáng đi. Làm bánh lá mít này. Đây mọi người ngồi đi, đây ngồi xung quanh đây để đây. Em sao đây? Em mình ngồi sát sát lại đi. Đây là bánh lá mít à? Dạ. Đấy. Chúng ăn cái bánh lá mít này bao giờ luôn đấy. Một trong những món ăn gọi là đặc trưng miền Tây đấy các bạn ạ. Đây cái bánh lá mít này em cũng thấy trên mạng nhiều lắm. Đâu xong người ta đây, chấm cái gì ở đấy? Anh ơi, lột đây mình lột bao giờ nha. In hình lá. Anh tưởng ngã luôn cái lá cho em. Anh ăn lá thôi chứ tụi em ăn thịt thôi. Đây mình chấm với cái nước cốt dừa này. Mời cả nhà nha. Nước tốt làm đà luôn. Ôi, bánh ngon lắm. Không, chưa cần chấm nước cốt dừa nó đã ngon này. Bánh rất dẻo luôn. Em mời anh chị nhá. Hay nhỉ, tôm Ái Mí rất là khéo luôn á. Đã biết rồi, mua bánh này cho mọi người ăn rồi. Em nghe mọi người bận từ sáng giờ chưa ăn gì á. Mọi người ăn đỡ đói. Em là mọi người, em hai bạn đi chợ nha. Chị đó nhà nấu đồ hủ tiếu giò heo rồi. Thôi mọi người tô. Cái bột các họ làm từ hôm qua hơi cứng cứng nhỉ? Cái nước cốt dừa á, nó béo. À? Dạ không, sáng sớm chị nó cũng nguội là cứng à. Ngon. Bánh lá mít. Thế còn cái này cái gì đây? Đậu hũ xương sáo, đậu hũ bánh lọt anh. Ngoài bác mình gọi là tàu phớ đúng không? À không phải. Tàu phớ nha anh. Tàu phớ đúng rồi này. Nhưng mà cũng có cốt nước dừa ở trên nè. Dạ, trong này là sẽ sử dụng nhiều nước dừa. Mời anh em nhá. Đấy, anh em tôi ăn sáng nhẹ nhàng này thôi. Đây nè, nó cũng giống tàu phớ. Nhưng mà ở trong này là sử dụng cái nước cốt dừa nó rất là thơm. Ngoài kia thì không có nước cốt dừa mà có chút đường thôi. Ở
trong Nam là cái gì chè hoặc là những món gì ngọt ngọt là hay sử dụng nước cốt dừa anh. Cây dừa là hình ảnh thân thuộc. Trong này là quá là nhiều dừa. Dạ. Cả ngày hôm nay ấy, thì Hải sẽ dành ra cả ngày để quay chia sẻ với các bạn khâu chuẩn bị nhá. Đấy, như buổi sáng nay là mọi người chuẩn bị phông dạp này, rồi cổng dừa này. Đấy. Và chuẩn bị cho đồ để một xíu nữa là thợ nấu sẽ vào ấy anh. À. Ừ. Chứ không phải là mấy thợ này à? Thợ này là tiếp khách rồi. À. Thợ này tiếp khách thôi. Nhưng mà ngon quá, cái này ngon quá. Béo béo. Này nhiều nước cốt dừa. Ừ, là ngậy nhỉ. Nó không những nước cốt dừa đấy, lại có cái gừng ấy. Nên là rất là thơm. Mình nhà chúng cái gừng thơm lắm. Ở trong em làm á là người ta sẽ buổi sáng sớm này là người ta nấu xong rồi người ta sẽ đi nạo dừa luôn, bắt nước cốt. Từ cái trái dừa chứ không sử dụng lon hộp. Nên là mọi người ăn mọi người sẽ thấy cái độ béo, độ thơm ấy. Chính xác. Bây giờ em đi nấu cho anh em mình mỗi người tô hủ tiếu cho heo nha. Phạm Dũng à. Anh em ơi. Đây. Đây, Phạm Dũng đưa cái tay ra xem nào. Đấy, đây là mẹ vợ là bố trí cho quả bát hủ tiếu uy tín nha. Quá, tấn này còn hơn em múc nữa. Ăn để lấy vợ. Ăn này để lấy sức. Đây, đũa đây. Rồi, ok. Đây mọi người thấy em nấu. Còn đây là hủ tiếu của anh em mình đây. Ui, cái củ này. Này, anh Hải miếng này nha. Không, anh cái củ giữa ấy. Anh Hải cái này củ ngắn ngắn đấy. Củ giữa, đấy. Thế một cục đây thôi đúng không anh? Một cục thôi. Tình cảm anh em đi xuống ngay bây giờ luôn, ngay này. Xôi đúng không ta? Thôi em ơi, không cần xôi, vào lên xem. Nhưng mà chưa, trước khi ăn là anh chị thì nhận xét công tâm để nồi hủ tiếu nấu được không? Nhưng mà phải nói là nếu mà một người mà dậy từ khoảng 5 giờ sáng, mấy giờ? Dạ. 5 giờ ấy là... Giờ còn chị Diễm rồi dậy từ 4 giờ đấy nữa cơ. Ôi rồi ôi, để nấu một nồi hủ tiếu đây anh em công phu quá. Đây để em múc nước trước, để múc chia thịt sau nha. Không biết là nước dùng vị ngọt như nào, tí nữa thưởng thức mới biết. Còn nhìn sơ qua này đã thấy hấp dẫn rồi đấy. 10 điểm chưa chị? 9 điểm rưỡi. Còn tí bó tay. 0,5 điểm kia để phải dùng nước dùng đã. Anh Hải thấy lòng đen thế hả? Các cô các chú đang làm trắng. Ở đây nhưng mà đây là cạo thủ công đấy. Cho cả củ cải. Dạ đúng rồi, không có tẩy hết. Cái này là chỉ chuẩn bị cho anh em mình nhậu hôm nay thôi. Ừ. Còn ngày mai là ngày có... hôm nay là mồi nhậu không đấy anh? Ngày hôm nay là ngày vui nhất. Ngày mai ngày là khâu chuẩn bị là vui nhất mà có cái gì ngon nhất à? Ấy, cái đấy của anh đấy. Anh thích đấy. Đây bây giờ là đây của anh, đây cho anh cái tô này đấy, đi. Rồi, với lại một cái củ lắng này đúng không? Đúng rồi. Có hai cái củ lắng này anh muốn chọn cái nào? Cả hai. Ấy cái đấy. Đây nha. Cái kia. Anh nhìn thấy có cái xương nó nhô lên đấy. Rồi tuyệt vời. Rồi còn lấy cho mọi người đi. Đấy cái đấy cho anh Mỹ. Đấy cái này cho Pơ đấy. Chị Tuyên là đang giảm cân ăn thịt đúng không? Tuyên này không ăn nước không, hút nước không. Chị ăn nước không em ạ. Chủ tịch đang giảm cân nha các bạn nha. Đây, chủ tịch đây, miếng thịt nạc luôn. Rồi, chỉ một miếng duy nhất thôi nha em nhé. Đấy nha, lẻ lắm này mới ăn này mọi người đấy. Chứ lẻ ra là không ăn luôn. Nhưng mà anh chị với lại mọi người ăn có sức là chiều. Hôm nay là mấy giờ đội Song Hỷ mấy cả anh Cua tới nhỉ? Chắc phải... Song Hỷ là buổi trực cái này của em nha. Của em đi, xong rồi cho chị một hai cái củ cải này nhé. Anh Cua là chiều khoảng 7-8 giờ anh. Tới là mình bắn pháo bông rồi. Được chưa? Của Diễm làm thêm củ thịt nữa em ạ. Ăn cho chắc tại vì mất sức ấy. Rồi, vào việc. Chờ em múc nước cho anh chàng. Đây, để em bê ra chị. Cái này là nước gì đấy ạ? Nước sâm. À, rồi con cảm ơn. Nước sâm đó là chị dâu em nấu đấy. Diễm nấu luôn nước sâm à? Chị dâu em nấu ạ. À, tưởng dạ. Diễm nấu. Thế còn nồi gì đây? À, nồi thịt kho để mà hồi ăn với chuối ghém nè anh. Nhưng cái này đã mềm chưa ạ? Chưa anh nấu thêm nữa. Cái miếng này này, miếng này. Đấy lát thêm nước chứ. Đây. Đấy thì miếng đấy được đấy. Khuất luôn đi. Anh... làm luôn đi củ đi. Cho xin ít nước nữa. Mẹ ơi, cái này chắc chưa anh em đâu mẹ ha. Chưa. Cái đó mới nấu nước dừa không á, ăn đỡ đi. Cho con thêm cho thêm nhiều nước này vào để pha chấm chéo này. Rồi. Này đang nóng hổi bụp luôn, này nó mới uy tín. Rồi. Cái nước gì đây em? Nước sâm. Nếu mà em dậy từ 4 giờ thì chị dâu em là phải dậy từ 3 giờ. Để lọc cái nước sâm làm cái nước sâm. Nhưng mà phải nói là Diễm là có một chị dâu phải rất là tuyệt vời, ăn nói nhẹ nhàng như kiểu là rất mật vào tai. Nếu mà các bạn gọi đến hotline của Diễm là kiểu gì nghe giọng chị dâu.
Hỏi cái giọng the thé là em gái mình nhé. Có cái giọng ngọt ngào là chị dâu Hồ Diễm. Mời cả nhà nhá. Sáng nha. Mời cả nhà đi. Ủa. Anh có ăn chanh thì bắt chanh nhé. Ừ. Ai có muốn ăn cay cay thì ăn nhá. Miếng sâm quá ngon luôn. Ngon. Ngon. Quen ăn là cho ít chẩm chẩm. Ngay mấy cái củ này đều chín đi nhỉ? Chín rồi anh. Nhưng mà nói thật đáng khó chị. Ừ. Ăn hết luôn. Đang kho đã được đâu mà đã vớt lên rồi á. Chín rồi. Chín rồi. Ngon. Đây nóng ngon. Nó chưa có rục thôi. Còn tới chẩm chẩm với em ơi. Ớt này là ớt nhà chồng. Mà lâu lắm rồi em không ăn lại hủ tiếu á. Em nhớ hủ tiếu. Nào. Hủ tiếu này chị Diễm nấu nha. Ăn uống mà nó có mặn nhạt thế nào đấy thì không nhớ là. Cảm khen rồi vẫn cứ khen nha. Mẹ này cho nước mắm hay nước gừng gì đó chấm thì cho này này. Cay cay. Em mời các bác nha. Mời cả nhà. Ừ. Phải cho ít cay cay và chấm chấm. Diễm bẩm đang phép nhỉ? Em nấu ăn được mà chị không tin em. Hôm trước à? Hôm trước là mình hai vợ chồng mình đang chuẩn bị để mở một số những cái cửa hàng đặc bán chuyên đồ đặc sản Tây Bắc Sapa TV, chẳng hạn như là hạt dổi mắc khén các loại gia vị rồi gạo rồi mắm muối rồi gà đen lợn bản rồi nói chung là cái cửa hàng các bạn ạ, giống như kiểu là cái em một cái siêu thị nhỏ nhỏ, siêu thị mini đấy, nên là các bác mà ở Đà Nẵng hay là ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở những thành phố lớn, bác nào biết có cái mặt bằng nào mà kiểu ngon bổ rẻ mà làm siêu thị nhỏ nhỏ thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo của Hải là 0563456789 nhá. Đấy, mình cảm ơn rất là nhiều. Hôm trước thì có rất nhiều bác gửi những cái mặt bằng đẹp để mở nhà hàng nhưng mà giá nó hơi cao. Thứ nhất là giá cao, thứ hai là bây giờ đang kiểu đang suy thoái kinh tế ấy. Mình mở nhà hàng đầu tư với nhà hàng mười mấy tỷ là nó cũng hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm đấy, nên là trước mắt thì anh em mình sẽ đầu tư cái cửa hàng đặc sản Tây Bắc trước đấy, nên là bác nào mà biết là có cái mặt bằng nào đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái vị trí nào mà đẹp mà có thể mở cửa hàng được ấy, thì các bác alo cho Hải đấy, biết đâu sau mình làm giống nhiều cái chuỗi bán lẻ của Vinmart bán 6.000 tỷ, khó nói lắm đúng không? Cuộc đời là cứ phải ước mơ các bạn ạ, bởi vì biết đâu một ngày đẹp rời thì nó lại lên sàn chứng khoán, khó nói lắm. Sự nghe chị dễ là hầm ngon, mềm đúng không? Nhưng mà chỉ có cái là em nêm hình như hơi nhạt. Mấy đứa nha, nếu mà cái nhạt đấy không phải khen nào ngon mặn hay chưa? Nhưng mà thật thì cho thêm cái củ cải nhá, củ cải trắng. Nhưng mà giọng ấy mí sao á? Dạ em ạ. Sao tối nay hát được? Hơi bị ho một tí, để đi chợ sáng ấy, hít phải hơi không khí mát này. Lạnh một tí, hơi ho một lạnh cả nhà. Hít hít là phải không khí mát mát lẹm ở miền Tây đúng không? Dạ, sớm hít không khí ở hàng dừa á, mát quá. Mát hết vào trong cổ họng. Hôm nay về được uống nước dừa ngọt nữa nên là hơi bị khè khè cổ nha. Mà tối nay là ai mía hát bài chàng trai xinh đẹp ấy nha. Tiến luyện lại lần nữa nha. Chiều nay là bên nhà tới đấy. Hàng giọng không biết. Nhưng mà hát được cả bài chưa? Vẫn lên nửa bài đấy anh ạ. Em biệt danh ca sĩ nửa bài. Một năm gặp lại vẫn được. Vẫn vậy. Không có gì thay đổi cả. Ui nhưng mà em ơi, phải nói là quả cù này em chặt đẹp đấy nhỉ. Làm rất sạch luôn, không hề có tí vi ô lông nào cả. Được không? Không. Hay là anh có muốn đầu tư cho em mở quán hủ tiếu không? Thôi thôi. Riêng đầu tư quán hủ tiếu là thôi. Đúng không? Sắp tới là anh em mình sẽ mở một chuỗi cái cửa hàng chuyên bán đồ đặc sản Tây Bắc ấy. Đặc sản ba miền thôi các bạn ạ. Đó. Nên là hy vọng là các bác ủng hộ Hải nhé. Trên mình có nhiều, rất nhiều loại gạo ngon, gạo sáng cù á. Cực kỳ ngon, nổi tiếng luôn. Sắp tới là đằng sau vườn này em trồng gạo ngon luôn đấy. Đấy.
để mình ăn luôn đấy. Anh cứ làm đi, xong em bỏ gạo cho anh. Cung cấp gạo. Em cung cấp hay làm nhà cung cấp? Mình là mình sẽ là mở một cái cửa hàng dối ở siêu thị. Tất cả các anh em YouTuber, Vlogger, TikToker, Facebooker, anh em nào mà có bán hàng thì cứ liên hệ với Hải. Hải sẽ gọi là tạo điều kiện hết cỡ để cho anh em cho đưa hết những sản phẩm vào cửa hàng của Hải. Nhưng với một điều kiện là đầu tiên là phải đầy đủ giấy tờ. Đấy, rồi chứng minh rõ là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi thứ. Đấy, chẳng hạn như củ dừa là duyệt luôn này. Rồi chỗ bên bếp trên bản là nấm hương, rồi miến rong Lai Châu nó đỉnh lắm. Có ốc cốt có thứ rồi. Vườn nhà Phan Diễn mà được chụp món rồi đó. Cái hoa mai này Tết này bọn em không cần đi đâu. Có cả hoa mai. Quả dừa. Cho bác xem mà cái ý tưởng mở siêu thị chuyên cung cấp các đồ đặc sản đấy bác, của tất cả các anh em YouTuber. Chẳng hạn như là Mập Food là gà ủ muối này. Đấy, rồi em Funny Hùng là lạc này. Đấy, em thép thì đồ hôi nách. Còn ánh cua thì ánh cua tôm, thì bánh mực, bánh phồng tôm này, rồi khô mực các loại khô này. Thái nhà biển thì mắm này. Mắm đấy, rồi nói chung là anh Võ Sư Lộc thì có cả xúc xích này, giò heo này. Rồi thằng Trình Tường TV thì có mỡ lợn đen này. Đấy, rồi nói chung là có rất nhiều những cái đặc sản của anh em, nhưng mà vấn đề là không biết là nhiều khi là mua nó rích rắc quá. Đấy, còn nếu mà mình quy tụ vào một mối ấy, là có thể là hàng nọ hàng kia, nên là các bác là rất dễ mua, đúng không? Nào. Biết đâu sau này mà mình IPO thì các bác nhớ ngày hôm nay nhé. Nhớ những bát mì này. Đấy. Hủ tiếu cho anh. Mình ấp ủ là mở nhà hàng cơ, một chuỗi nhà hàng lớn, nhưng mà thôi chủ tịch bảo là mở cái đặc sản Tây Bắc trước, nên là thôi mình sẽ ưu tiên là nghe lời vợ các bạn ạ. Bảo nghe lời vợ này là có cái gì nhỉ? Trường sinh bất tử hả? À, trường sinh bất mà ngon quá à, Diêm ạ. À. Diêm nấu này ngon hả? À. Nó giòn đúng không anh? Nó không bị mềm quá em ạ. Đúng không? Đây, cái chấm chéo của mình nè. Chấm mà cực kỳ là phê pha luôn anh em nhé. Vừa nãy mình thiệt mình làm mít ngon lắm. Là một cái cốc trà kìa. Đúng rồi anh. Chế độ đang tập gym có khác liền. Rất nhiều những cô chú anh chị vào ủng hộ kênh Phan Diễn Vlog cũng như là vợ Hải Saban TV. Vợ Hải thì đang quay một cái series gọi là giảm cân cùng lực sĩ Phạm Văn Mách, vô địch thế giới 6 lần các bạn nhé. Đấy, đang training và hỗ trợ cho mấy chị em trong chuyến hành trình sắp tới đi xuyên Việt, thì mọi người sẽ tranh thủ tập luyện luôn, ai có dáng vóc thật đẹp. Mà em cũng nói xin ý kiến làm giảm cân, nhưng mà qua ngày mai đi, còn hôm nay với ngày mai thì chị cứ bung xả để tiêu thụ tiếp khách cho em. Chị bên tiếp khách mà. Dạ. Cứ bia này kia là cứ hết lon chị nha. Hết chị. Để chị em ăn đi. Ăn đi, cái thủ ăn đi để còn vào việc nha. Dạ, vâng. Mỗi người một chân một tay phụ thêm quét sân, quét nhà. Mình không trực tiếp cưa cái mít các bạn ạ, nhưng mà gián tiếp là nó cắt cái ngọn, xong rồi mình phải lôi ra đây. Này, có khi là vẫn phải nhờ anh em ra đây đấy. Để anh em kéo, không nó đổ ở đây mất toi công không. Anh ơi, em là cô dâu. Chứ anh Hải mà kéo là nguy hiểm lắm. Tiếc cái mít quá. Tiếc nhỉ. Em thấy cái to đó thì hên thì nhanh, chứ còn cái kia chắc còn lâu á. Vì cái cổng cưới là đầu tư cái mít luôn. Lần trước bộ bàn ghế giờ mình gây rồi. Lần này là một... nó lại lên rồi đấy anh. Nó lại lên cái con rồi đấy. Cái này cứ để này là nó lại lên mà. Lên nó lên nữa. Lên, nhưng mà cái cây nó lên tiếp theo nó có tốt không anh hai? Nó vẫn ra trái bình thường hả? Nó vẫn ra trái to chứ. Hên, cái hay không phải hên xui do cái này cái loại. Nhưng mà anh Hải thấy cơ bản cổng ok chưa? Quá đẹp. Bạn giờ mình nhìn thấy bạn vẫn còn đi một lớp hồng nữa. Đấy, hai anh em tay to cưa, chắc từ giờ đến trưa mới xong. Em nghĩ là nó đổ ra này, cô dâu chú rể đang đứng hướng bên này hết á. À, không thì anh em mình đánh cái xuồng ra kia.
thôi mình né hẳn ra xa ra nhá. Chưa, còn lâu. Nguy hiểm quá. Nghĩ phải đứng trên này chứ dưới xuồng sao nghỉ được. Hả? À. Không, nhưng mà đứng xa ra nó rơi vào đầu. Cẩn thận vẫn hơn. Sao anh em mình nghiệp dữ quá vậy? Em đẩn đẩn cái xuồng ra xa đi em. Anh mệt quá à. Này bây giờ trong phương án mà nếu như mà thấy không an toàn là nhảy xuống sông nha. Thấy vậy là ok nè, đứng xa xa vậy là ok. Đứng xa xa thôi. Đấy, vậy thì không tới mình đâu ha. Anh nhớ ghi qua bên này nha. Tí nữa có gì mà nó đổ anh sẽ lấy thân anh để che. Không, em nhảy xuống sông rồi, lúc này em nhảy xuống sông rồi. Mày nhảy xong mày nhớ vứt lại cho anh cái mic nhé. Được chưa? Chưa, phải. Ủa, thêm chưa, nữa, phải lâu. Thêm. Em ơi, từ từ nhá, anh sao mày đẩy cái thuyền nó đi gần. Mày tắt từ. Không được, được đây rồi. Hả? Ủa sao cái xuồng này nó? Ghê, gỉ cái dây ra, gỉ hai, gỉ cái dây ra giùm em cái. Từ từ. Rồi, mày đẩn cái xuồng ra xa ra. Rồi. Đẩn ra xa ra. Rồi, được rồi. Đẩn ra xa không sao. Không có tới anh đâu, có tới đây hết rồi. Không, không, buông dây đi, buông dây. Đi. Mày bỏ tay ra đi. Nào. Một, hai, ra. May quá. An toàn. An toàn là bạn. Nào bây giờ phải kéo cái cây này lên đi. Anh em, mỗi em giúp một tay kéo cái cây lên cái để mai làm củi. Mày chọc vào người anh thôi. Nào anh em ơi, hộ một tay kéo cái này lên cái. Em nhớ một lần cười. Nào, kéo lên. À, bây giờ mới thấy được cái cổng này. Nào, 1, 2, 3, anh ơi, chú ơi. Đi kéo bỏ phút nào nào. Lên đi, cứ. Kéo lên để làm củi anh em nhé. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là các cô, các chú là trong làng là đang phụ mà để nấu món ăn. Cái này là nấu cho bữa phụ ngày hôm nay hay ngày mai đấy ạ? Ngày hôm nay. À, cô chính này được nấu từ ngày mai luôn. À, thế đội này là đội nấu chuyên nghiệp rồi mà. À, đây là đang phi hành đúng không ạ? À, còn cái đây là làm món tai. Để mai làm nộm đúng không ạ, cô? À, đấy, nhìn hấp dẫn nhỉ. Còn phía bên này là phía ướp chuột thì đang ở đâu ạ? À, bên kia à? Có cái dứa này để làm món gì đấy ạ? Nấu chua, nấu hải sản. À, lẩu hải sản là phải có dứa. À, dứa ăn luôn. Đấy các bạn ạ. Nói chung là cái công tác chuẩn bị thì ở dưới miền Tây cũng giống như kiểu miền nào thì cũng giống nhau thôi. Đều phải chuẩn bị từ hôm trước. Đấy, bên này thì hoa này. Hoa cắm từ sáng đến giờ vẫn đang bẻ cánh. Đấy. Còn là bây giờ mình sẽ đi xuống khu vực phía trong này. Đây. Đây là phía trong đề co để ngày mai đón khách đi các bạn ạ. Đấy. Hoa này rất là đẹp luôn. Cái này là cho đại biểu đúng không em? Ừ, đại biểu ngồi đây. Cái này là một cái lãng hoa như này mà chuẩn bị từ sáng bây giờ đây các bạn ạ. Nó là cực kỳ là đẹp luôn. Cái này đã xong chưa đây em? Dạ chưa. À vẫn chưa xong. Thế em cứ làm tiếp đi, khi nào xong thì để anh xuống anh quay cho mọi người xem nhá. Đấy. Đây, Phan Diễm. Đây, Phan Diễm là rất là tất bật luôn các bạn ạ. Ừ. Chỉ đường với lại bạn bè với lại khách mà đang hỏi vị trí kia để. Ừ, nhưng mà anh hỏi chút là chuột này nấu ở đâu á? Chuột hình như là mới ướp thôi chứ chi. Mới ướp thôi à? Thôi được rồi, mày đi đón khách tiếp đi để anh đưa mọi người đi tham quan. Đấy, bộ bàn ghế siêu to khổng lồ đây. Anh em thấy không? Rất là đẹp để chuẩn bị đón khách.
Đấy, và phía đằng sau này là bia camel đã sẵn sàng các bạn nhé. Đấy, lon toàn là loại là lon khổng lồ. Đấy. Giá thì giá tí hon các bạn ạ. Đấy, bia camel. Ở đây tiếp tục khâu xuống khu vực phía bếp nhé. Đấy, các cô chú đang nấu. À, đây là giới thiệu với cả nhà, đây là cây mai của Phạm Dũng mới trồng đấy. Đấy, mới trồng mà lá liếc nó chuẩn bị rụng này là ok đấy. Nó cây vì nó mới di chuyển đấy, cây nó bỏ lá thì nó mới để lấy nước nuôi thân đấy, không phải nuôi lá nữa. Chào các cô nhá, chào đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đấy. Cái đang nấu cái gì đấy hả cô? Dạ, lục bò. Hả? À, đấy, đây là luộc cái sách bò cơ. À, cái này là để chiều nay nhậu luôn này các bạn này. Ngon chưa? Nhưng mà ở đây các cô ấy là cạo nhá, các cô ấy dùng tay là cạo hết cái này luôn, cái đen này này. Đấy, mình nhìn thấy bằng thật luôn là dùng tay cạo luôn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đã chưa? Loại này mà chấm với cả tương gừng hay là pha bát chẩm chéo thì nhức nách. Này. Và bên này thì ra đây, bên này là cái nồi thịt kho đây. Đấy, sáng ngày mình ăn là nó còn chưa mềm mà bây giờ nó đã mềm rục rồi các bạn này. Cái này là sẽ chấm với cả là chuối kém các bạn nhé. Đấy, bây giờ mà ăn cơm thì thôi rồi. Chào em bé nhá. Xinh thế. Đâu rồi? Tình hình ạ. Cái món chuột đâu hả cô? À, mới ướp chưa nướng à? À, đấy, chuột thì mới ướp thôi các bạn ạ, chưa nướng. Đấy, thì mình update hai công việc. Update thường xuyên luôn để cho anh em cùng xem là ở đây là đang chuẩn bị gọi là rất là gấp rút rồi để cho cái công việc chính ngày mai. Hôm nay là cái chẩm chéo là vừa vào tới nơi các bạn ạ. Đấy thì như anh em mình cũng chia sẻ từ mấy video trước ấy, là tất cả các khách đến khi đến thưởng thức không phải gọi là thưởng thức mà khi đến chung vui ăn tiệc cùng gia đình nhà Phan Diễm là sẽ được tặng mỗi người một lọ, gia đình đi 2 người được 2 lọ, 3 người 3 lọ, 5 người được 5 lọ. Thế là anh phải chín vào mấy thùng nữa? Thì 280 khách mà. Là vừa đủ thôi chứ nếu mà nhà gia đình đi 4 người thì chắc phải thêm 5 thùng nữa. Không thiếu đâu thì bù ít. Thiếu đâu thì bù thêm. Em nói vui thôi nhưng mà thay mặt gia đình ít của Hữu Dư quan viên hai họ là cảm ơn anh Hải với chị Tiên đã tặng hai. Đâu một thùng nữa đâu. Đây, ở đây là 2 thùng chấm kéo với lại là chị Tiên là có gửi tặng thêm là 20 kg thịt trâu. Thịt trâu các bếp thì sẽ hấp trực tiếp đến bữa tiệc ngày mai của em Diễm, mỗi một mâm là sẽ đây là mực nhá. Mà mực ống với mực lá của em mang về với để nhậu với lại là mai làm á, còn thịt trâu nằm ở dưới ạ. Thịt trâu nằm phía dưới này đúng không? Em tí đấy các bạn ạ, là mình đã chuẩn bị 20 cân thịt trâu đấy với cả gần 280 lọ sẩm chéo nữa. Mai mọi người sẽ được thưởng thức. Bên nhà Hải thì vẫn đang bán thịt trâu gác bếp. Các bạn có gần Tết rồi các bạn mua ủng hộ Hải thì 1 triệu 1 kg nhé. Các bạn cứ truy cập vào website sapatv.vn hoặc alo cho Hải vào số 0974686389 các bạn nhé. Thấy con mực đã không? Quá đã luôn. Đã luôn nhỉ. Em mang cả mực ống và mực lá luôn à? Mực ống, mực lá, mực dẻo. Em mang về để mai làm tiệc với là nhậu. Tối nay nhậu đúng không? Dạ. Đây, còn thịt trâu của anh chị ở dưới đây. Đây. Đây, đúng như lời hứa 20 kg thịt trâu ạ. Dạ. Sáng mai sẽ hấp và cho mỗi mâm là đây. Một đĩa. Đây, các bạn thấy không? 20 mâm. Là chúng tôi mỗi một mâm thì bọn tôi là hấp 1 cân thịt trâu các bếp các bạn nhé. Đấy, và các bác đến chung vui là còn được một lọ thưởng cháo mang về ăn cho nó vui. Wow. Đấy, thấy không? Cảm ơn cả nhà, thịt trâu rất là nhiều luôn. Gần Tết rồi cả nhà nhớ dinh thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, bát chỉ, lạp xưởng và cũng như là đồ chẩm chéo của bên em nhé. Thịt trâu nhà mình là không có gân nha các bạn nhé. Miếng là thịt loại A, loại ngon nhất có thể luôn. Đấy, nên là mình cắt đầu, cắt đuôi, các kiểu. Nên là các bác
hãy ủng hộ chủ tịch Sao TV nhé. Còn đây chẩm chéo đây. Ê, mình đi ra bên này. Đây. Chế mực với lại làm. Khui nước cái lọ chẩm chéo thế nào? Xem có phải phải là chuẩn luôn hai thùng. Mà hiện tại thì như mình trước mình có trao đổi với các bạn ấy là mình đang cần tìm mặt bằng rộng ở tầng 1 để mở những cái siêu thị Tây Bắc, siêu thị đồ đặc sản Tây Bắc. Nếu mà các bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng hoặc là các tỉnh mà muốn mở đặc sản để bán cái đồ chẩm chéo rồi gạo mắm muối rồi tất cả thì hãy alo cho Hải nhé. Số điện thoại Zalo của Hải là 056 345 6789 anh em nhé. Còn đây phía sau này đây. Đấy. Các, đây, mực đang này. Các cô đang gói cái gì đây? Bánh tét à? Gói chả đào. Dạ? Gói chả đào. Gói chả đào á? À? Chả đào là cái gì? Chả đào là cái chả phần chả đâu? Đầu thủ. Đầu thủ. Đúng rồi. Món giò thủ. Anh Hải ơi đang ngâm mực này. Đấy. Đây, mực đây. Bên này là mực của hải sản Phan Diễm nha. Nếu mà các bạn có muốn mua cái hải sản Phan Diễm thì cứ liên hệ với cả em gái mình nhá. Đấy. Mực mà sau khi mà đánh bắt vào luôn á là sẽ tụi em sẽ cấp đông để đảm bảo được cái độ tươi ngon. Mà mang mực về đây là các cô á, trầm trồ là các cô khen quá trời luôn. Mực là tươi nhỉ? Tươi ấy. Mực này là bán bao tiền Yến em? Dạ, mực ống với mực lá là giá hàng loại 1 với là 450 ngàn một ký ạ. Nếu các bạn muốn mua thì hãy alo cho Phan Diễm vào số 0929 229988 các bạn nhé. Nhưng mà anh em mình ở đây một tí nữa anh là phải phụ làm mực nha. Nhưng mà mọi người thì đang gói rồi, gói đồ cẩn đá con dao này. Nhưng mà bây giờ anh em mình còn phải vào để chuẩn bị làm cơm trưa các bạn ạ. Đấy, Diễm thì cũng đang nấu rất nhiều món ngon ở phía trong rồi. Nhưng mà món giò này, đây là thịt thủ với cả các thứ đấy ạ. Mình gói là gói. Đâu, cô gói một cái để mình xem này. Sẽ bọc trong túi ni lông, đúng không? Đấy. Chia ra để làm cắt cho nó đều nhau. Đây, bắt đầu là gói phát đầu tiên đây. Thịt thủ này. Nguyên liệu ở phía trong là nó có những cái gì ạ? Mộc nhĩ này. Lỗ tai heo. Da heo. Đâu. Chỉ có ở những cái vùng miền Tây thì những cái đám mà như thế này thì mới có những cái món truyền thống như này thôi. Cũng giống như kiểu là khi mà mình ở trên Tây Bắc các bạn ạ, là mình cứ hay quay những cái đám cưới các bạn ấy, bởi vì ẩm thực ở trong cái đám cưới thì là cái ẩm thực nguyên thủy mà nó chuẩn nhất. Anh ơi, ngày mai thịt trâu hấp bao nhiêu phút này kia, tại vì đây là các chị đầu bếp ấy, nên là ngày mai là mình làm lễ này kia thì không lo được cái khâu hấp, thì anh căn dặn các cô giùm em luôn nha. Cô ơi, mai là các cô cứ cho thịt trâu vào hấp cho con nhé. 15-20 phút là được cô ạ. Nếu mà các cô có quên đi khoảng nửa tiếng cũng không vấn đề gì cả. Nhưng quan trọng là phải cho nước nhiều để nó đỡ bị cháy thôi. Đây. Đấy. Nào, tròn tròn này. Cuốn lên. Sau đó buộc như bánh trưng ở ngoài. Anh Hải, cái cuốn như này có phải là giống cái mà ông nội hay cho vào ấy không? Đấy, nhưng cho mà ông nội không cuốn không đẹp. Ông phải dùng cái khuân. Còn đây các bà là cuốn đẹp như này rồi không cần khuân nữa. Đúng không? Rồi, còn bây giờ thì mình tiếp tục đi vào phía trong để xem là chuẩn bị cơm nước như nào các bạn nhé. Anh em muốn mua thịt trâu thì nhớ alo cho Hải nhá, 0974 686 389. Hàng vào đúng kịp ngày luôn, sướng. Tuyệt vời. Nhỉ? Đây là vàng. Lấy tay bốc được gì ạ? Đấy, chiến đấy. Món này ngon đấy, đấy lật ngược lên. Ngon thế nhỉ? Nóng nhỉ? Đấy, cho anh em cứ thái nó dày dày lên em ạ. Em phải thái. Đây, nhìn thái cái miếng này là biết là không biết thái rồi. Đấy, nhưng mà mình biết thử. Sắc ngang á. Con sợ nó đứt cái lá. Đây, anh thử đi, anh chấm cái này vào này. Ok. Cứ để cái này, tí nữa. Để lên mâm. Chấm này à? Rồi em đưa anh thái cho. Dạ. Bự hả? Không phải bự mà anh hưởng gì đâu, em cầm này thái này. Không, nhưng mà anh là bự hơn em đấy. Không phải miếng to mà nó
Thấy là dứt khoát như này, miếng nó đẹp này. Dạ. Đó là lý do mà tại sao anh có nhà hàng mà em thì không á. Mình ăn nó khác mà mình quay phim nó khác, em hiểu không? Mình sẽ làm mọi thứ một phần. Đấy là cái đâu, cái gì nữa? Giờ mình cắt miếng miếng anh thích miếng này. Mỗi thứ một đĩa nhỉ? Không, mỗi thứ một chia một ít. Dạ. Tay mấy hôm nay tập tạo thấy mách à. Đau đúng không? Ui mẹ, cái miếng này hình như chắc là chị em không nhá nổi đâu em ạ. Anh thái dày quá. Thôi anh thái dày quá, anh ăn đi. Em thấy anh thái nguy hiểm quá. Mình thái dày quá anh em ạ. Thật mỏng không? Ôi lại bà thái mỏng hơn tôi được bao nhiêu? Đây, vậy là anh thử lại xem đúng không chưa? Nghe thử lại à? Anh thử lại đi. Có dễ nhai không? Mỏng hơn. Anh thấy em thái kiểu gì? Đây ha. Cái này dày đây. Canh chua nóng rồi giờ đây nó nhân dẻm. Dạ. Cái dịch chín chưa bác hai? Dạ. Nói chung là anh em ạ. À, hôm nay là khâu mà chuẩn bị ấy, nên là đầu bếp là cây nhà lá vườn nên là anh em hết sức thông cảm. Bọn tôi là chỉ quen là đi nhá rồi, còn hôm nay là làm thực tế là nó khác xa. Món này là chỉ để mình ăn trong gia đình thôi. À. Còn món đi ngày mai đại khách thì thợ nấu người ta nấu ở trên đây. Đây, anh coi anh xắt miếng thịt vậy mà anh coi được nè. Vậy mà anh chê em. Quá đáng thiệt luôn á. Rồi mà. Hả? Dạ, nóng quá. Đói quá. Đói nhất là anh Vũ. Thôi, theo em ạ. Đây, em hỏi cắt hết miếng này. Em còn gì biết thái. Nè. Thôi, thế thôi em ơi. Thái nhiều quá. Đây, ăn hết rồi lại thái tiếp nó mới nóng. Em mình khúc này ha. Cho sao nhỏ nhỏ mà sắc nhỉ? Dạ. Đấy. Đấy, bé này ok đấy. Biết làm đấy. Đây là đủ tiêu chuẩn cả chồng chưa bà? Xong rồi. Xong rồi đúng không? À, xong con ong rồi đúng không? Này, đây, đây, cho chủ tịch thử miếng nha. Đây mà, bác hai ơi, bác hai làm miếng. Không à? Ăn kiêng, ăn kiêng, bởi ngay phải người ăn kiêng. Hôm nay là rằm á, nên là bác hai em ăn chay á. Ôi này, chị Tiên này. Ngon nghe. Em thử nha. Chấm mấy chấm chéo. Hồi miếng muốn ăn nóng sẽ để vô nước này nè. Đấy. Ngon. Được không chị? Ok. Nhưng mà hồi mình lên bàn đừng nói ai biết. Mình không nói là mình, anh em mình ăn vụng thế này đúng không? Đây, lấy cái bát này để múc múc cái thịt đi. Em ơi, lấy cái bát đi. Này mới là món này là đắt giá này anh em này. Đấy. Được không? Thịt này rút vô luôn. Đây chị, chị Tuyên múc thịt đi. Đây Tuyên đây. Đó, công việc của chị em. Chị em phụ nữ à? Đấy. Bọn mình là đơn giản chắc ăn 3 miếng. Cho thêm 3 quả trứng. Đi nước ở dưới thêm ăn. Thêm nhiều nước vào để lát chấm rau.
Đây, rồi cái này của mình xong. Lên dĩa. Rồi. Dạ rồi, đây. Anh Hải bê giùm em nha, em chuẩn bị dịch. Rồi, cảm ơn em. Ừ, thơm. Đây. Còn đây là vịt đang vẫn đang luộc nha anh em nhé. Đấy. Đây này. Đấy, gan vịt này. Ở đây rất là hay luôn nhé. Là cái ở đây là nấu cháo luôn này. Diễm ơi. Dạ. Ở đây luộc không, cái nước luộc bao giờ cũng thải ít gạo vào nhỉ? Dạ, nếu sau... mà ở ngoài Bắc của mình ấy là hay luộc không, mà là luộc chỉ luộc thôi đúng không? Đúng rồi. Ở trong em là thường là sẽ không luộc không, mà là nấu cháo. À. Dạ. Đây có hay. Chín chưa? À, xong phát là có nồi cháo ăn ngay. Đấy các bạn thấy không? Ẩm thực vùng miền mỗi nơi có một khác nhau ở chỗ đấy. Nhưng mà này mình phải chờ thêm một tí nữa nó chưa chín. Dạ. Còn đỏ lắm. Còn đỏ lắm, phải chờ tí. Còn chuối ghém à? Dạ đúng rồi. Cái này là phải ngâm à? Dạ. Ngâm bao lâu thì ăn được? Khoảng 2 đêm anh ạ. Ờ. Cái này là chuối non này, có kiệu với lại giá. Có bác nào đã được thưởng thức món này rồi nhỉ? Đấy. Đám cỗ miền Tây. Cái này phải tay sạch thì mới dắt được, không anh là nó hư hết luôn. Ờ. Hai đĩa đi em. Dạ, cái này chấm với thịt kho là bá cháy luôn. Các chị em thì đang chuẩn bị một mâm cơm gọi là siêu ngon ở phía trong rồi. Nhưng mà trước khi vào dùng bữa thì mình muốn một lần nữa khán giả kênh Sawa TV. Các bạn đã xem rất nhiều những cái đám cưới hải quay về khu vực phía Tây Bắc rồi. Thì bây giờ đây là một trong những cái cổng cưới mà mang đậm bản sắc của miền Tây sông nước các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn hai bên này. Đấy, một bên này là con rồng, gọi là long. Đấy, con rồng này có cử động các bạn nhé. Đấy, anh em thấy không? Có cử động đàng hoàng luôn. Đấy, một bên long. Còn phía bên tay trái chúng ta đây là một em phượng. Đấy, chân này, móng vuốt này. Yeah. Hoa đầy đủ hết, cánh là có cử động luôn nha các bạn nhé. Đấy, có cử động luôn. Nên là tại sao mà nó giá trị ở chỗ đấy. Và phía thân của nó này, cái đuôi của nó là toàn bộ bằng ớt này, rồi đậu bắp, hoa hồng, hoa tươi. Đấy. Và mấy em trong chóng này này là cứ gió lên phát là nó chạy tít thò lò luôn. Đấy. Đấy. À, con này dỗi không chạy rồi. À, tí nữa sẽ cho nó chạy. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, trong chóng là bay vù vù luôn nhá. Đấy. Đây đứng ở phía xa xa này mọi người mới nhìn thấy được này. Hết là cái trong chóng này. Đấy. Đây. Anh em thấy không? Lễ đính hôn này. Đấy, có cái quả biển uy tín chưa? À. Lễ đính hôn Phan Diễm Phạm Dũng. Đấy. À, nhưng mà cái này cái này nó dỗi không chạy, mà sau tí nữa thì sẽ bảo thợ điều chỉnh cho nó chạy. À, chung là giờ mình mới thấy là phải nói là quả cổng cưới này rất là uy tín luôn các bạn ạ, đẹp quá. À, chụp kiểu ảnh up Facebook nào. À, còn bây giờ thì mời các bạn vào phía trong để chúng ta dùng cơm trưa. Định chặt cái gì hả thầy? Hả? À, định chặt cái gì à? À. Ở đây là hàng cây tùng rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Đấy, cây tùng này là của anh Cò. Rồi còn phía bên trong này là bàn ghế phông dạp đã lên hết rồi, đẹp long lanh rồi. Đấy. À phía đây hoa là cũng bây giờ là ok rồi này, chuẩn đét rồi. Đây, anh em thấy không? Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Mai là hoa tươi sẽ bày lên phía trên kia nữa. Đấy. Rất là đẹp. Nói chung là mọi công việc khâu chuẩn bị thì đã hòm hòm hết rồi. À, về cơ bản là đội nấu cỗ thì cũng đang nấu. Đấy. Loa đài âm thanh này. Đấy. Loa đài âm thanh là ok rồi, lên nhạc bùng bùng rồi. Nhưng mà do mình sợ dính nhạc bản quyền nên chưa cho anh em lên nhạc. Còn bên đây, khu vực dạp đây. Đấy. Đề co rất là đẹp rồi, lễ đính hôn Phan Diễm Phạm Dũng rồi. Em ơi, cái này bao nhiêu lâu nữa là xong em nhỉ? Dạ, 15 phút nữa. À, 15 phút à? Ok em, uy tín đấy. Đấy, tối nay là sẽ chơi quẩy hết mình. Tối nay còn có màn đốt pháo hoa đó các bạn ạ. Còn anh em muốn xem thì có thể vào các kênh như Phạm Dũng, Vợ Hải Sapa TV bên trên bàn. Đồ ăn sẵn sàng, đồ ăn
Dạ. Đây. À, còn món cháo vịt gọi cô Hủ Dừa, nhưng mà vịt là nó bự quá nên nó chín hơi lâu anh ạ. À, cho anh xin bát cơm đi. Đói hoa mắt rồi. Bây giờ là cơ bản là 90%. Nhưng mà phải nói là cái quả này uy tín quá em ạ. Anh thấy nhà em kho cái món này với cái này là ok không? Anh về đây anh rất là mê cái món này này với cả cái chấm ở đây. Dạ. Rồi mời các em đi. À, hôm nay là rất vui khi anh em trong team đón sự hiện diện của Song Hỷ Vlog các bạn nhé. Vỗ tay, vỗ tay. Lần này là em hơi trễ một tí xíu đúng không? Nhưng mà tôi vừa thấy Song Hỷ đến phát nhưng mà lao đầu vào bếp làm công việc rất là mình cảm thấy uy tín đó các bạn ạ. Chung là ngôi nhà thứ hai của em. À thế à. Hồi bữa anh nhớ cái hôm dặm ngõ xong á là em mà đi ra khỏi nhà này còn trước Song Hỷ đó, Song Hỷ còn ở chơi tới tối mới đi. Đúng rồi. Thấy là Song Hỷ về từ hôm trước. Dạ đúng rồi. Mời cả Song nhà. Song Hỷ với cả bếp trưởng bản là dọn dẹp mọi thứ là ok. Cảm ơn. À chào Vi là chị. Em cảm ơn. Thôi, mời cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời anh chị ăn cơm. Mời đây. Ăn theo đúng kiểu miền Tây nhá. Chuẩn này chưa? Đúng rồi. Ồ. À, xong hãy cho em mượn cái muỗng nha. Cái món này hôm trước mình được. Không biết cái chuối ở ngoài mình mà cái cây chuối tiêu ấy nhỉ? Các Thái được làm được như kiểu này. Chuối tiêu sở hông đấy chị ạ. Nó chát chát này. Dạ. Đây. Nên em nhìn tưởng đây là măng chua cơ. Ừ. Đó là một cây chuối, dùng chuối gì vậy? Không ạ. Đây để em sắn cái thịt này ra cho mọi người dễ ăn nha. À. Thịt là mềm tơi này. Mẹ em là kho bằng nước dừa tươi luôn nha. Ngon lắm. Ôi, vịt nóng hổi lên rồi. Ai. Quá ngon luôn. Chị Tư chú đáo. Gọi vịt của Hủ Dừa. Cảm ơn chị Tư nhá. Dạ. Và khi mà các bạn trong các mâm cơm, các cái tủ lạnh của bất kỳ gia đình nào thì Hải cũng hy vọng là sẽ có một lọ chẩm chéo các bạn ạ. Chẩm chéo Sapa TV. Đây anh em mình ăn thì cứ làm ra một cái đĩa to to này. Đấy. Chẩm chéo thì đang bán là 100.000 một lọ nhá. Nếu mà ai mà xem được video này ấy, thì đang có combo rất là đặc biệt. Mua 3 lọ tặng 1 lọ, mà chỉ có xem được cái video này lấy số điện thoại alo thì là sẽ có nhá các bạn nhá. Cứ gọi điện thẳng vào số điện thoại cho chuẩn các bác ạ. Bây giờ nhiều nick giả lắm, mà trăm nick giả người ta chạy quảng cáo để bán hàng Tết ấy, nên là các bác phải hết sức lưu ý. Gọi điện theo số hotline 0974 686 389. Hoặc truy cập qua website sapatv.vn nha cả nhà nhá. Đây. Bò nữa, 200 gram sâu, 200 gram lợn. Tặng kèm một lọ chẩm chéo, giá bây giờ chỉ còn có 299.000 thôi. Quá rẻ luôn các bạn ạ. Rẻ hơn được hơn 100.000 rồi. Đây các bạn nhá, cái loại này này. Xong rồi chấm với cả một em ít chẩm chéo này. À, phải không? Các em ơi dùng tự nhiên đi nhá. Cả nhà ăn phải có sức thì tối nay mình bung lụa nha. Cái này là quẩy bung nóc luôn. Cái này là em hết thịt ngon thật. Ngon thật. Ngon đấy. Không ngon không lấy tiền. Bùng luôn. Câu mà bảo này ngon nước nữa của ai mía anh ạ. Nguyễn Thắng. Mọi người Tết là em mà rủ về là nhất định là sẽ có món này. Rủ về nhà em chơi á. Nhà mẹ em hát kho ngon rồi. Kho riêng của Kiệu nữa. Trang Tết. Ngon. Ngon quá. Ngon quá anh em ạ. Thế mâm cơm này là rất là bình dân. À, nhà nào cũng hay ăn cái này. Ấy quả trứng à. Bụp luôn. Ôi, ngon nhỉ. À thế à, sao biết? Hay quá. Đây nha. Món này ở đây thì hôm nay là cũng không có món gì lạ, món ăn cơm mình thế đội mà. Trung Quốc mà cái đội búc bang ấy nhỉ. À, cho quả trứng vào này. Nó dễ mà. Trứng phải làm mềm á. Ờ thấy không? Nó làm hồng đào á, chứ mà cái này anh múc trộn vô là bắt cổ. À. Quá. Ngậm mồm. Đó. Hy vọng là mọi người thông cảm nha. Trưa nay thì đồ ăn là đơn giản thôi. Nhưng mà tốn cơm thì ạ. Sau như sau nửa tháng em nhồi cho anh hải sản thì bữa cơm này là quý nhất rồi em ạ. Cả nấu canh chua nhà Diễm nấu cũng rất ngon. Mà ở đây có một món không nhà hàng nào có là món thân cây chuối. Chuối kém. Em xuống đây em biết là cái chuối nó còn muối dưa đúng như này chị. À. Ngon, kiểu đúng rồi. Không nhưng mà có khi là anh em mình phải đưa cái món đấy về nhà hàng đấy. Nào, chuối rám á.
Nhưng mình phải tìm được cái cây chuối cơ em tưởng là đấy. Không, trên mình là chuối rừng là ngon, cũng ngon mà. Cái cây chuối rừng ấy nhỉ? Chưa chắc nha, không phải là chuối nào cũng ngon đâu. Cái chuối ngự ấy. Nào. Hay là em làm xong rồi em phân phối cho anh. Ba mươi tiếng luôn đấy. Chuối kém. Không, mình thử cái loại chuối chỗ mình thử coi ăn được không. Nếu mà không ăn được mà thì mình làm cái chuối khác. Em luôn tự hào là mẹ em nấu ăn rất là ngon luôn. Ừ. Thế mà em phải chẳng thử hưởng cái gì nhỉ? Ở sáng em ăn anh ăn hủ tiếu anh mới chứ ăn xong. Bữa sáng này em nấu đúng không? Vậy từ 4 giờ sáng anh đi hầm xương nấu nồi hủ tiếu. Anh ăn xong rồi giờ anh quên luôn rồi. Đây anh em ạ, làm tí sắc nè, chấm với cả cái này là gọi cũng mắm nêm này. Mắm nêm như là bò. Ngon. Đúng rồi. Chấm với mắm nêm cũng ngon lắm. Đây là mắm nêm vị gì? Đỉnh cao. Em nhìn chắc là các cơm. Đấy. Chắc mình ăn đi đăng nấu mắm hay chấm lại à? Ngập mồm. Ngon. Thơm. Bây giờ mình ăn cơm như tối mình nhậu nha. Mình ăn no đi chứ. Tối nay là mọi người tới, tối nay là mình vất vả. Tối nay là anh em đến phát là cứ tưởng là anh em mình gọi là vất vả, vất vả lắm các bạn ạ. Đấy. Ở đây có cháo hay không? Thịt. Ừ. Ngon. Tối nay phân công nhau ra. Ừ. Mỗi người đi tiếp mấy mâm. Tối nay là chị đưa thay em tiếp hết nha. Em là chị chào bằng, em uống nước lọc và chị uống bia giùm em. Con bơ ai mỉ không gì nữa là anh cua. Anh cua rồi, anh cua nữa. Thái với chị Sương hình như là chiều nay cũng xuống luôn ạ. Mọi người ăn cua rồi. Tôi xin chén cháo rồi. Được chua vừa phải. Rất là giòn. Có hai con gà nữa mà chưa luộc. Chỉ luộc trước có dịch thôi. Sợ nó lâu quá. Thôi là chiều ăn cả thể em ạ. Đây là mình ăn nháp thôi mà. Dạ. Cho anh xin bát cơm em ạ. Ngày cơm trưa. Anh ăn mấy bát cơm rồi nhỉ? Một bát. Làm thêm gì nữa. Và ở đây là có cái canh cá nấu với cả là bón bon à? Bông điên điển. Bông điên điển và bông súng mình. Rồi. Cảm ơn em. Nha. Có thịt nó ngọt. Này bông điên điển này. Còn dạy học sinh nọ học sinh kia ấy. Không để ý là anh chị đâu. Là chăm chỉ lắm. Ngày nào cũng học Thoải mái. Hôm trước là em xem luôn đó. Mình có nói chuyện với thầy Mách rồi. Là mỗi vợ em là có nhu cầu giảm cân thôi. Còn riêng em tập cho thật khỏe để ăn nó nhiều hơn. Thầy bảo thế chịu rồi. Em thấy là anh chị là tập quá trời, tập thể dục quá trời luôn. Vậy em ở dưới này em cũng tập theo nữa. Nhưng mà tập xong rồi mệt quá cũng ăn. Nhưng mà các cái động tác thầy dạy qua đến thế nhiều người. Rất nhiều người tập theo được đấy. Tập theo luôn. Đúng rồi, em coi clip chị là quay trên kênh của chị giờ hãy Sapa TV á. Khuyên nó cứ tập nhiều vào để thầy dạy ông anh chị nhìn theo đấy qua đến học luôn. Đỡ phải nhờ thầy nào chân đinh. Không, nhưng thật ra là mình tập theo là tập một chuyện nha. Nhưng mà kinh nghiệm của em cũng tập ấy thì em thấy là phải nên kiên trì là cái nhất, nhưng mà có thầy theo dõi ấy, là nó sẽ chỉnh sai mình. Đôi khi mình tập nhưng mà mình thấy động tác đó nhưng tư thế của mình sai là nó có hiệu quả nó không cao. Nhiều khi mình thầy phải tập cho mình cái cách mà mình cái tư thế làm sao mà cho nó thẳng tắp như vậy nè. Nhiều khi mà mình tập lên nhiều khi nó không có theo cái tư thế được. Nhưng mà chị Tuyên giờ tập mấy buổi giờ còn đau cơ không? Nọ là chị có thấy là chị đỡ hơn một tí rồi đấy. Sang buổi thứ năm thì bắt đầu là thấy không còn đau nhiều. Đúng không? Sáng nay thấy vợ dậy rất sớm, chạy mấy vòng đây mà bơi suối các kiểu. Anh nói mà chị muốn tập cơm. Nói chung là trốn thầy phát hỏng hình ngay các bạn ạ. Nói chung là phải có thầy thúc đông thúc. Chứ các cụ đã nói từ xưa rồi, không thầy đố mày làm nên rồi nhá. Đúng không? Ui đây này. Đấy thầy ơi, em xin phép là ăn biếng này xong rồi mai tập. Tôi cần lấy sức giảm cân tiếp. Ngon. Anh mới thử xem là anh phải phun môn dẫm nát mang sướng. Ngon. Hay còn miếng thịt nữa, anh mới ăn nốt rồi. Được không?
Có thể là cho thêm gì em thấy củ hút dừa. Vâng, em biết là cái này củ hút dừa rồi. Cái mùi thơm nữa đúng không? Gọi cái lá rau răm ấy. Ăn nó ngọt hơn, giòn giòn nó với thơm lá. Thấy không? Đúng là mẹ chị Diễm nấu ăn cực kỳ đỉnh luôn mọi người ạ. Mẹ với cả ngoài nhà hàng ấy. Mẹ với cả chị Hai Diễm nấu ăn ngon lắm. Đỉnh cao. Nhưng mà ngược lại là trừ mày đúng là em của Diễm khác. Đi theo mấy chuyến xuyên Việt có thấy em thấy không? Nó giả thường mình là nó giống hai chị em mình, giống như hai chị em sinh đôi vậy. Như một giọt nước sông là một giọt nước biển, tại vì Song Hỷ là nói chuyện là nhẹ nhàng hơn em nhiều. Anh thấy là ai cô gái nào miền Tây cũng nói chuyện nhẹ nhàng trừ em. Không, em là lên clip để em tăng cái giọng lên đi. Chứ còn bình thường ở ngoài em nói chuyện nhẹ nhàng. Em Thảo Mai đâu không? Chắc là sau này về bắt nạt chồng thôi rồi luôn các bạn. Mà không phải sau này đâu, mà luôn là ngay rồi đấy. Ngon quá. Nè. Mọi người ăn khỏe vào nhá. Chiều vào lấy sức nhá. Ngày công việc cũng hòm hòm hết rồi. Cơ bản rồi. Cơ bản. Ngon. Làm ít canh. Giòn. Nhưng mà ăn hỏi nhưng mà củ hút dừa thì chắc là vẫn bán chứ đúng không? Vẫn ship chứ? Ngày 28 nghỉ em ạ. À thế nghỉ à? Luôn. À Phan Diễm mà chỉ off đúng một ngày 28 mà các bạn. Dạ, còn 365 ngày nghỉ đúng ngày đấy để làm đám ăn hỏi. Hôm nay vẫn chốt đơn nha anh. Hôm nay là khi mà các bạn xem video này các bạn vẫn có thể alo cho Diễm. Dạ. À, mua củ hút dừa thì alo số nào nhỉ? Dạ, mua củ hút dừa thì cả nhà nếu mà mua 1 ký củ hút dừa thì Phan Diễm sẽ tặng một loại chẩm chéo của Saba TV. Cả nhà có thể là liên hệ với Diễm qua số là 0981128578 ạ. Chị em bếp trên bản thì thấy bảo đang có sản phẩm là miến rong, bình lư cũng như là nấm hương. Bây giờ là đang vào mùa miến rong rất là nhiều luôn. Miến rong miến ngon luôn. Nếu mà muốn mua miến thì alo vào số nào em nhỉ? Nếu mà các bác muốn mua miến rong tan đường ngon lại ngon với lại là có ô cốp thì mọi người có thể gọi điện cho bếp trên bản Ai Mí là số điện thoại là 0923456766 nha. Số đẹp thế nhỉ. Thế còn mua đường thốt nốt thì alo số nào em? Lông mi trong miệng nay dài dữ ha. Còn nếu mà các bạn muốn ủng hộ chẩm chéo cũng như là thịt trâu các bếp thì cứ alo cho vợ chồng nhà mình, số điện thoại là 0974686389. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video rồi đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nha. Bye bye. Bye.